xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Hiên. Và hôm nay là ngày 20 tháng 10 nên là các bạn nam trong lớp có làm một điều rất là bất ngờ. Nên là Hiên phải cầm máy quay lên để có một chiếc video làm kỷ niệm. Ok, bây giờ mọi người cùng xem với Hiên nha. Đầu tiên là phải tặng hoa cho cô nè. Một ngày vui như thế này thì không thể không hát đúng không? Bây giờ mọi người cùng nghe lớp Hiên hát nha. Yeah.
đây là quà của các bạn nam dành tặng cho tôi. Bà Hiền vlog 20 tháng 10 vui vẻ, ra nhiều video đẹp gái và hạnh phúc. Và đây là những chiếc video nho nhỏ trên Instagram của Hiền nè. Đây đây, rực rỡ chưa mấy bạn? Nha, 20/10 nha. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you,